xin kính chào toàn thể các bác. Video này nó rất đặc biệt cho các bác nào mà đã gọi là đi làm đám cưới, và các bác nào cũng hay soi mói em thì cái video này em sẽ chứng minh cho các bác là trên lý thuyết nó hơi khác với thực tế một tí. Và cái này thì đây là cái thông số của cái SUV SC18XN nắp của bát 18TNX4000 tại điểm -3 dB, thì đây là đạt được là 35 Hz tại -3, và điểm cao nhất đây khoảng +3 dB, đó là 75 Hz. Thì các bác nhớ thông số rồi nhá, em đã chụp ảnh lại rồi, chụp ảnh lại rồi. Và bây giờ em sẽ để trên timeline RTA đây. Đấy, độ sai số tín hiệu đây rất thấp luôn, được chưa? Bây giờ em đang dùng một chiếc cục đẩy công suất Powershop. Con này thì thôi, hàng này không nói rồi nhá. Chúng ta sẽ đi đến đây là sau cạc, và bây giờ em không sờ tay vào thiết bị, và tầm này là 10:47 nên là ở đây nó cũng không có bất cứ một thằng cũng em thằng đệ nào cả, các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, các bác nhớ thông số nhá. Bây giờ em sẽ ra, em đóng thêm một chiếc xúc nữa vào đây. Thì các bác đang xem này, em đang để hai chiếc, nhưng mà bây giờ có một chiếc cắm dây, một chiếc là không cắm dây. Thì đây là cái mặt sau này, một chiếc này là cắm một dây, và cái dây này dây nai, dây ninh này. Các bác nhìn thấy chưa, em quay bằng iPhone 6S này là ánh sáng của nó như này. Và chiếc này là chưa cắm dây, và bây giờ em sẽ cắm dây vào. Các bác nào tinh ý là sẽ nghe tiếng súp nó to hơn. Đấy. Và đây, chúng ta cùng vào đây xem cái thông số đắp tuyến. Thì là các bác nhìn đây là các bác sẽ hiểu được ý em muốn nói là như nào. Thường thường ý là một chiếc súp là các bác là cộng được 3 dB, đúng không? Ở đây em gọi lấy đỉnh đây. Lấy đoạn này đi. Đoạn này với một chiếc súp thì là nó nằm vào vạch bằng 0, nhưng đây một chiếc này nữa thì hiện tại nó đang là cộng 6 dB. Cộng 6 dB. Thế này khi các bác mà đi làm chương trình ấy, các bác mà để ý súp kê càng gần nhau cộng hưởng càng mạnh. Và giữa các bước sóng và các khoảng cách, ví dụ các bác có một sân khấu to lớn này. Ở tít ngoài này khán giả. Đấy. Thì các bác cần phải làm như nào? Các bác kê ví dụ số 1, số 2 là một chiếc súp, là hai cái súp. Số 4, số 5 là hai cái súp. Số 7, số 8 là hai cái súp nữa. Và số 0 và gạch lên nữa là hai cái súp nữa. Thì tức là cả một đàn súp của bác giải này, các cái bước sóng hay là cái cường độ sóng âm của nó, mình mô phỏng trên các phần mềm mô phỏng ấy, nó ra rất là mạnh và rất là đều. Thay vì các bác nhổ hết chỗ, nhổ hết cả vào một chỗ, thì nó cũng đánh mạnh, nó sẽ đánh theo kiểu là dạng mũi tên đi thẳng, hoặc là dòng gọi là xếp theo kiểu N-file, hoặc các bác giải ra xếp thành hình vòng cung, nó cung theo kiểu cánh buồm ấy, nó cũng mạnh. Hoặc các bác giải dàn ra này thì nó cũng mạnh. Nhưng khi giải dàn ra ấy, thì cái thông số đáp tuyến này nó càng ngày càng khác nhau. Bây giờ một con nó khác mà hai con lại khác. Đấy, đây, trên đây em chia sẻ ngắn gọn thôi nhá, bởi vì tầm này khá là muộn rồi. Ù này thì nếu mà các bác nào đeo tai nghe thì các bác sẽ biết, còn nếu mà các bác mà không đeo tai nghe thì các bác không nghe thấy đâu. Và cái tiếng ù này vẫn đều đi xa lắm. Đấy, đêm của nó đi rất là xa luôn. Bây giờ em sẽ cắt một cái từ từ vào chụp ảnh đã. Chụp ảnh màn hình để lưu lại thông số đã. Đấy. Thì bây giờ em sẽ ra tắt một chiếc đi, để một chiếc. Đây nha, các bác nhìn răng đây nhá. Em sẽ tháo ra này. Rắc của em là cái rắc này là rắc Neo Trích, hàng Trung Quốc thôi nhưng mà loại cao cấp, hàng xịn. Nên là các bác mà vặn các loại rắc rẻ tiền vào vậy thì nó bám, và nó rất là chắc chắn, nó không bị lay động nhiều. Còn cái loại mà rắc cao cấp và cắm cái này ấy, thì các bác phải thật sự là dùng nhiều sức để cắm cái này. Đấy, phải dùng nhiều sức, không như là các loại rắc loa này, các bác thì dùng sức nó đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Đấy, nhưng mà cái riêng cái dòng cao cấp, dòng xịn này. Đấy. Cắm vào nó khác hoàn toàn, cái này rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà nếu mà vào cái rắc này và vào cái ổ rắc như của bên em đang làm đây này. Đấy, thì nó rất là chắc chắn. Đây là cái đặc biệt mà bên em tự tin và khuyên dùng là dùng cái loại rắc như này. Thì đấy nhân là đây là một chiếc này. Ở đây không có bất cứ một thằng cụ em, thằng cụ đệ nào đâu, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Tầm này không gọi được người đâu. Vừa nãy là cộng 6 nhưng bây giờ nó chỉ còn 0 này. Các bác nghe. Tức là thay vì là cộng 3 dB trên nhân đôi công suất, thì chúng ta có một số trường hợp là chúng ta cộng được 6 với không gian diện tích. Ví dụ như đây, đây là hàng em nhận sơn lại này,
Đấy, hai chiếc xúc nó cứ thẳng vào đây. Như này là cộng hưởng được này. Thứ nhất nó quay về hướng nhà, nó cộng hưởng không gian trong nhà, nó cộng hưởng không gian này. Khi các bác ra ngoài trời nhá, cộng hưởng không gian một cái điểm đặc biệt nữa, cái tần số phát quy của súp ấy, nó có thể xuống được, có thể xuống được 25 hoặc 27 Hz, hoặc là có thể một số chương trình các bác kê súp mà một điểm hay ấy, mà kê đúng chỗ ấy, thì nó có thể cộng hưởng được rất là nhiều, và những cái nhịp tần số siêu trầm thấp nó có thể lên được. Một cái điểm đó là cực kỳ nhiều người mơ ước không làm được. Và mic đây nhá, em đang để theo kiểu là mình chĩa thẳng vào mặt nó. Đấy. Thay vì em để sát đất thì nó cộng hưởng được nhiều hơn, nhưng em để này để các bác hình dung cho nó dễ, bởi vì cũng nhiều anh em chuyên môn cao lắm xem kênh của em, nên em cũng không dám bốc mét, em chỉ dám nói thật thôi, em không dám nói điêu. Đấy nhá, thì trên đây em quay và giới thiệu cho các bác là cái mẫu súp này. Và khi hai chiếc nó khác một chiếc rất là nhiều. Còn khi mà ra thực tế ra ngoài trời, các bác đánh bốn quả này mà các bác đánh một chương trình kiểu sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ, các bác đặt nằm ra hoặc đặt đứng này đều được, các bác đặt nằm ra hoặc đặt đứng này đều được nhé, nó sẽ ra một chất lượng âm thanh nó khác hoàn toàn so với là các bác đang xem qua video. Đấy, thì đây em nói luôn nhé, đồ của em chỉ có như vậy thôi, em không đủ điều kiện như các đơn vị lớn, công ty lớn hay là anh em có điều kiện sẵn, em không có như nào em làm như thế, em không có đủ tiền để mua những cái cụ loa nó xịn về để trải nghiệm. Em là có hàng đặt hay nào, có bác nào đặt hay hàng gì thì em lấy về em tranh thủ em lắp thử và test thử, cộng với gọi là demo kiểu này thôi. Còn thực tế nếu như mua được những củ loa xịn các bác biết rồi, nếu mà hàng xịn của hãng thì loanh quanh thì tầm chục triệu, hơn chục triệu một củ loa bát là chuyện bình thường. Đấy, nên là em cũng nói luôn nhé, nhiều các bác là cứ thắc mắc thì em giải trình quốc hội luôn cho các bác biết là như thế. Những cái củ loa xịn nó đắt lắm, củ bát không thua nên quanh chục triệu, hơn chục triệu, thậm chí có 20-30 triệu một củ bát không thua cũng có. Nên là các bác đừng có thắc mắc, bán giá này là rất hợp lý rồi, cả một đôi có hơn 5 triệu củ bát không thua, mà cả đôi súp gióng như này mới có vào 11.800, giá như thế là hợp lý rồi. Đây video hay nhá, chia sẻ cho các bác là không phải là nhân đôi công suất là cộng 3 dB, mà có thể là cộng 5 hoặc cộng 6, cũng có thể là cộng tận 8 dB, nếu như các bác setup tốt và đặt vào đúng cái điểm cộng hưởng thì nó lên kinh khủng luôn. Phải nói là nó lên đến mức kinh khủng. Thay vì một chiếc như thế, hai chiếc thì như nhau, hai chiếc đo như nhau, nhưng khi đặt cùng nhau mà khoang cộng hưởng của nó bát này, lỗ thoát hơi này, màng loa này, đặt đúng chỗ, đúng điểm và đúng cái góc mà nó gọi là cộng hưởng, nó lên kinh khủng luôn. Thay vì các bác để chỗ này, các bác kê ra chỗ khác, nghe tiếng khác hoàn toàn. Đấy là cái điểm mạnh. Các bác phải đi nhìn và các bác phải biết khảo sát, và cũng phải biết là chỗ nào đặt sân khấu thì tiếng súp nó mạnh nhất, hay nhất. Đấy, cái điểm ý cực hay. Và đặt chỗ nào để tránh cái loa full ram hoặc là đây nó đánh nó bị rội âm ngược lại, cũng là một cái điểm cực kỳ quan trọng. Thôi, video chia sẻ đến đây thôi nhá. Các bác nào thật sự quan tâm hoặc là muốn học hỏi một chút kinh nghiệm hiện tại em đang có thì alo cho em, em sẽ tư vấn cho các bác nhiệt tình. Em không giấu nghề, riêng bản thân em không giấu nghề. Những cái nào bí quyết làm việc thì em sẽ giấu thôi, còn nhưng mà cái gọi là setup này thì em không kể thì cũng có người khác kể thôi, nên cái đó thì mình phải khoe chứ không nên giấu. Ok nhá, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.